Cháp 645, Tiên Võ Đế Tôn. Ngay lúc này Hoắc Đằng, một trong những đồng bạn cực tốt của Hùng Nhị, tiến tới can ngăn hai người. Được rồi, Tân Lang đừng nhỏ mọn như thế, ngươi cũng thế, đang ngày vui đừng tới cãi nhau gây xui xẻo. Hùng Nhị biết hôm nay là ngày đặc biệt không thể làm loạn liền dừng lại đùa cợt. Hừ, ta lười so đo với các ngươi, hôm nay ta là người chiến thắng. Nghe thấy lời này, Tạ Vân dù có cay cú thế nhưng cũng không thể làm gì Hùng Nhị vào giờ phút này. Tiếp đó Tạ Vân bị Hoắc Đằng kéo đi tiến vào bên trong phong sơn. Sở Linh Ngọc cũng cùng Hồng Trần bước tới. Sở Linh Ngọc còn tốt, ngược lại là Hồng Trần một mực là thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng y giống như một tôn khôi lỗi. Sự xuất hiện của bọn hắn khiến Hùng Nhị nhìn có chút sững sờ, nhìn Sở Linh Ngọc lại nhìn Hồng Trần, thần sắc có chút kỳ quái. Á đù, hai người bọn họ vậy mà ghép thành một đôi à? Hồng Trần cùng Sở Linh Ngọc đi tới trước người của Hùng Nhị, tay của nàng ta còn cầm theo quà chúc hỉ, tân hôn vui vẻ, chúc ngươi và tân nương tử trăm năm hạnh phúc. Sở Linh Ngọc lời đến khóe miệng liền bị Hồng Trần một câu nói khàn khàn tang thương cắt ngang, trong tay hắn còn có cầm một khối ngọc giác, y động tác cứng ngắc đưa về phía Hùng Nhị. Cảm ơn. Hùng Nhị nhận lấy ngọc giác, vẻ mặt của hắn có chút bất đắc dĩ, hiện tại hắn mới xác định người ở trước mặt này không phải Diệp Thần. Bất quá nhìn thấy gương mặt giống như đúc của Diệp Thần thì hắn luôn có cảm giác là lạ ở trong lòng, hơn nữa còn có một loại vừa quen thuộc mà vừa xa lạ. Hồng Trần, Sở Linh Ngọc lúc này rưng rưng nước mắt nhìn về phía Hồng Trần. Đây có lẽ là lần đầu tiên khi đến Hàng Nhạc Tông mà Hồng Trần chủ động nói chuyện, điều này khiến cho nàng có chút ngoài ý muốn, có chút trở tay không kịp. Chàng khôi phục một chút rồi sao? Nhận thấy biểu cảm lúc này của Hồng Trần lại trở về trạng thái như cũ không nói không rằng. Vẻ mặt của Sở Linh Ngọc vừa mới tràn đầy mừng rỡ với hy vọng liền lại tan biến. Bỏ đi, chúng ta vào trong trước đi. Rốt cuộc là sao vậy? Nhìn bộ dáng của hai người lạ lùng, Hùng Nhị vẻ mặt không nói nên lời. Vào thời điểm Hùng Nhị còn đang ngẩn người, thanh âm báo khách tới liên tục vang lên. Đông Phương Thế Gia tới, Tây Môn Thế Gia tới, Nam Cung Thế Gia tới, Bắc Thần Thế Gia tới. Theo từng đạo tiếng hò hét cao vút vang lên, các đại thế gia của thiên đình nhao nhao tiến vào bên trong sơn phòng. Ai ra, mời bên này, mời bên này. Hùng Nhị lúc này quay trở lại nhanh nhẹn tiếp khách, vẻ mặt niềm nở. Thánh chủ của thiên đình tới, lần này tiếng hô hoán so với bất kỳ cái nào trước đó đều vang dội hơn. Diệp Thần cùng Sở Linh Nhi cùng nhau đi tới, có thể nói là trai tài gái sắc giống như một đôi vợ chồng son mới cưới. Cuối cùng cũng đợi được hai người tới, Hùng Nhị cười hì hì tiến tới trước mặt hai người bọn họ. Sợ rằng ngươi không phải đợi ta mà là quà chúc mừng của ta ấy chứ? Diệp Thần thấy vẻ mặt hề hề của hắn liền móc từ trong ngực lấy ra một món lễ vật. Nè, cầm lấy. Diệp Thần đưa tới trước mặt của Hùng Nhị một túi chữ vật còn đang phát quang, có thể thấy món đồ trong đó không hề đơn giản. Thánh chủ của thiên đình ra tay quả nhiên hào phóng. Sau khi nhìn vào bên trong túi chữ vật, vẻ mặt của hắn thì càng tươi rói hơn. Thấy Hùng Nhị đã nhận quà, Diệp Thần cười nói với Hùng Nhị, sau đó dẫn theo Sở Linh Nhi đi vào bên trong sơn phong. Bên trong lúc này cũng đã có không ít người có mặt rồi, mà người chủ trì lúc này cũng liền lên tiếng, giờ lành đã tới, xin mời tân nương. Tất cả mọi người lúc này hướng mắt nhìn về phía tân nương. Đường Như Huyên lúc này được hai người nữ tử nâng đỡ đi tới Vân Giai. Hùng Nhị cùng với Đường Như Huyên lúc này mặt đối mặt, tiếp đó là một màn phu thê giao bái. Diệp Thần nhìn hai người bọn họ kết bái làm phu thê thì cũng mừng thầm cho bọn họ, thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Vào thời khắc mọi người cảm khái, Hùng Nhị đã bế Đường Như Huyên tiến về phòng tân hôn, động phòng hoa trúc. Đêm tới, trăng tròn treo trên cao chiếu rọi sự tăm tối trong đêm đen. Diệp Thần cùng Sở Linh Nhi đứng trên một đỉnh núi ngắm nhìn trăng đêm. Sau một hồi tĩnh lặng, Sở Linh Nhi hỏi Diệp Thần, ngày mai chính là hôn lễ của tinh thần và tinh nguyệt thánh nữ nhỉ? Diệp Thần mỉm cười ngoảnh đầu nhìn về phía Sở Linh Nhi. Đúng thế, cuối cùng cũng tới lượt hai người bọn họ rồi, mấy ngày nay uống nhiều rượu hỉ tới mức ta sắp ói ra rồi. Dù sao cũng là chuyện vui hiếm có, chàng lượng thứ đi. Sở Linh Nhi tiến tới sát người Diệp Thần trêu chọc hắn. Ngày hôm sau tại Tinh Nguyệt Cung ở phía trong đại điện đã có kha khá người tới tham dự lễ thành hôn. Diệp Thần lúc này đang cùng với thánh chủ của Tinh Nguyệt Cung Sở Linh Nhi sánh bước tiến vào bên trong đại điện. Đặc biệt đám nữ nhân của Diệp Thần cũng không thể thiếu rồi, vào thời điểm cả đám nhìn thấy nhân vật chính thì liền vui vẻ ra mặt. Mau nhìn, bọn họ tới rồi. Đạo thân tinh thần cùng thánh nữ Tinh Nguyệt vai sánh vai tiến tới đại điện. Diệp Thần thân là bản tôn của đạo thân tinh thần, cung chủ Tinh Nguyệt Cung thân là người dẫn đạo cho thánh nữ Tinh Nguyệt. Vai trò của bọn hắn trong lễ thành hôn này tương đương với vai vế phụ mẫu, tiếp nhận bọn hắn quỳ lạy, tiếp nhận bọn hắn dâng trà. Bách niên giai lão trăm năm hạnh phúc. Diệp Thần cười cười đưa ra một cái túi thơm màu đỏ làm lễ cho hai người. Cảm ơn lão đại. Đạo thân tinh thần mỉm cười nhìn thẳng phía Diệp Thần. Cố gắng đối xử tốt với tinh nhi nhà ta. Cung chủ Tinh Nguyệt Cung tiến tới bên cạnh Tinh Nguyệt thánh nữ, sau đó nhìn về phía đạo thân tinh thần dặn dò. Nghe được lời căn dặn của cung chủ Tinh Nguyệt Cung, đạo thân tinh thần cười híp mắt biểu cảm hạnh phúc, cam đoan đó là điều đương nhiên. Một trận điển lễ thành thân bình bình đạm đạm, ở dưới lời chúc phúc của Diệp Thần, sự việc kết thúc hoàn mỹ, đánh lên một dấu chấm tròn. Thời gian không còn sớm nữa, bọn ta cũng nên đi rồi, không thể làm lỡ dỡ đêm động phòng hoa chúc của ngươi. Diệp Thần cùng đám nữ nhân của hắn nói lời tạm biệt với cặp vợ chồng son mới cưới này. Thấy lão đại của mình muốn rời đi, đạo thân tinh thần cũng không có giữ lại mà nói, vậy ta không tiễn mọi người nữa, đi thong thả. Diệp Thần cùng với năm nữ nhân tụ lại vào một chỗ. Tịch Nhan hướng về phía Diệp Thần lên tiếng, sư phụ hiếm khi tới nhân gian giới một chuyến, ta muốn về hoàng cung của Triệu Quốc thăm phụ hoàng và mẫu hậu của ta.
Diệp Thần tưởng có chuyện gì, thấy Tịch Nhan muốn về thăm nhà thì búng một cái vào trán của nàng mà cười nói. Ta đâu nói không cho ngươi đi, ngươi làm gì mà trưng ra biểu tình đáng thương như vậy. Tịch Nhan vội che chán nhưng biểu cảm thì vô cùng vui vẻ. Không lề mề, Diệp Thần quyết định đi ngay lập tức, hắn vận dụng pháp quyết, triệu hồi ra thanh phi kiếm biến lớn. Sau đó cả đám nhảy lên phía trên thanh phi kiếm đi về quê hương của Tịch Nhan. Lúc này tại hoàng cung của Triệu Quốc, Tịch Nhan vội vàng nhảy từ trên phi kiếm xuống. Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, Diệp Thần mỉm cười, đúng là một đứa trẻ. Ngay khi Tịch Nhan tiếp đất, nhìn thấy phụ hoàng phụ mẫu của mình, nàng không nhịn được mà kêu gọi hai người, phụ hoàng mẫu hậu con trở về rồi. Mà khi hai người họ nhìn thấy Tịch Nhan trở về, hai mắt của hai người họ cũng liền rơi lệ không thôi, bao nỗi cảm xúc nhớ mong nhiều ngày đều được bộc phát vào giây phút này. Đã kết thúc tập 645 của bộ truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn rồi. Các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.